này là con CVR 650F. Được bên shop mình độ lại dàn đuôi sau, tại vì yên của nó là yên nằm ngang. Bây giờ mình độ lại cái đuôi. Ở yên này có một yên ngồi nữa. Cái này là chỉ là yên solo thôi, còn một yên ngồi. Chở người thì gắn yên ngồi vô, còn không chở người thì gắn yên solo vô nó sẽ đẹp hơn. Vuốt liền bộ đuôi luôn. Yên này mình làm tay luôn nha nè. Cả nhà mình làm tay toàn bộ luôn. Và cái ốp hông. Cái ốp hông phần này là nó hở ra cái toàn bộ khung máy của nó, nhìn nó không được đẹp, nó hở bên trong dây điện nồi nọ. Nhìn nó không được đẹp cho lắm. Đâm ra mình độ thêm cái phần ốp hông này. Và cái phần mỏ cài sau. Mỏ cài dài á làm phong cách nó xe nó trồm, nó sport hơn, nó thuần hơn. Tại vì này sport là dòng này là dòng sport city. Được đi biển số đúc gầm. Xe được trang bị những đồ chơi là giống như cái trợ lực. Có một cây trợ lực, kính chắn gió. Kính chắn gió và được ốp lốc máy, được đổ thêm ốp lốc máy. Bây giờ hiện tại đang vô đồ chơi nhưng mà đồ của nó con này là đặt chưa có về. Đi một cái bộ IR Arau, đi một cái bộ Arau chứ. Nhưng mà bộ này nghe tiếng nó lớn. Đây anh em nhìn tổng thể con xe nha. Nhìn con này là CBR 650S. Đây. Giờ lên form này rất là đẹp. Có gì anh em coi ủng hộ và đăng ký kênh cho em à, để ra được nhiều video đẹp đẹp cho anh em coi. Bây giờ hiện tại video này toàn quay điện thoại không mà quay trực tiếp để anh em coi thôi, chứ mình cũng không có chuyên gì về cắt ghép làm edit hay cái gì hết á. Em ra quay như vậy thôi nhưng mà nó thực tế hơn. Đây, dòng trộm luôn, nó bự ra chút xíu nhưng nó đẹp thôi.